Bà Vanga dự đoán một sự kiện khủng khiếp cho nước Nga vào cuối tháng 12 này. Bà Vanga là nhà thấu thị người Bulgari, đã đưa ra khá nhiều dự đoán vẫn tiếp tục trở thành sự thật cho đến ngày nay. Nhà tiên tri tin rằng một vận mệnh vĩ đại đang chờ đợi nước Nga, nhưng trước đó đất nước này sẽ phải trải qua đau khổ. Những người phiên dịch các dự đoán của bà Vanga cho rằng những lời của nhà tiên tri về ngày định mệnh của toàn thế giới đề cập cụ thể đến ngày 22 tháng 12 sắp tới. Bà thầy bói người Bulgari tuyên bố rằng vào ngày này căng thẳng chính trị sẽ lên đến đỉnh điểm, các liên minh cũ sẽ sụp đổ và những liên minh mới sẽ xuất hiện. Những tháng bận rộn nhất là tháng 2 và tháng 12. Các nhà nghiên cứu cho rằng bà Vanga đã dự đoán một sự kiện khủng khiếp và thảm khốc. Chúng ta sẽ đắm mình dưới ánh mặt trời và mặt trời sẽ chìm trong bóng đen. Đó là lời tiên tri của bà ấy nói như vậy. Bà Vanga hướng dẫn không được nói cho bất kỳ ai về dự đoán của mình, chỉ giải mật nó cho công chúng trước ngày định mệnh đến gần. Đối với năm 2023, bà thầy bói cũng có những dự đoán. Bà Vanga nói rằng năm tới sẽ là năm hòa giải đối với một số quốc gia, tuy có sự thù địch kéo dài 20 năm, nhưng sau đó hòa bình sẽ đến với đại lục. Các chuyên gia tin rằng cuộc đối đầu sẽ kết thúc vào năm tới. Các quốc gia từng là đối thủ không thể hòa giải sẽ có thể thống nhất và ngồi vào bàn đàm phán.